Em vậy thì có ăn kem trước cảng, quên có ăn cơm trước cảng không? Dạ. Cũng định thử mấy lần đó nhưng mà không được. Lý do? Ai đòi? Do em đòi đúng không? Em không chịu. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to hơn nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Cái áo cưới xinh xắn quá hả em? Xinh xắn được khoác lên mình một cô gái cũng xinh xắn nữa. Ừ. Xin chào hai vợ chồng trai đẹp gái đẹp. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Tùng Nguyên. Em là nhân viên kinh doanh. Thì hiện tại em 27 tuổi. Tùng Nguyên. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Ngọc Thi. Thì em năm nay 26 tuổi, là nhân viên văn phòng. Thi và Nguyên là gặp nhau như thế nào? Tụi em gặp nhau là do mai mối. Mai mối. Như vậy là lần đầu tiên mà được làm mai rồi gặp cái cô gái này, chắc là em bị hớp hồn đúng không? Dạ. Thì hai chồng em cũng là mối tình đầu luôn. Cái khoảnh khắc đầu tiên mà khi mà em gặp được vợ em lúc đó thì ra sao? Lần đầu tiên gặp nhau á, thì em thấy vợ em hiền. Thì nhìn dễ thương, nhìn là thích liền. Còn bây giờ có hiền không? Bây giờ dở bỏ. Thôi chúc mừng. Còn em lần đầu tiên em gặp anh ấy thì như thế nào? Dạ, hồi lúc mà chưa gặp á thì trong tưởng tượng của em là anh này anh rất là sành điệu, rất là thời trang. Nhưng mà lúc mà gặp thì nó vỡ mộng vậy, nó tồ dữ, mà nhìn ảnh ngố ngố. Coi như là khác hoàn toàn so với cái lúc mà em tưởng tượng qua cái giọng nói của ảnh. Ủa, chứ lúc mà chưa gặp là đã nói chuyện với nhau bằng điện thoại hay sao? Dạ, nhắn tin và chat với nhau. Là em tưởng tượng trong đầu là khác với bên ngoài hoàn toàn luôn. Dạ. Thì hai đứa em quen nhau là do bạn thân của em. Tức là hai thằng bạn thân quen hai nhỏ bạn Hưng. Dạ. Tại thấy chồng em ế lâu năm rồi nên thế là nó cáp đôi vô luôn. Không ngờ dính thiệt. Bao lâu thì chính thức yêu nhau? Dạ khoảng 2 tháng à. 2 tháng. Quen nhau bao lâu thì mới cưới? Khoảng 4 năm. 4 năm vậy thì có ăn kem trước cảng? Quên, có cơm trước cảng không? Dạ. Cũng định thử mấy lần đó nhưng mà không được. Lý do? Ai đòi? Do em đòi đúng không? Em không chịu. Ủa? Ai đòi? Ủa là sao? Tại theo quan điểm của em á, là em muốn là hai vợ chồng khi cưới nhau á, thì mới làm cái chuyện ấy. À, giữ gìn đó phải không? Dạ. Giữ gìn. Em không đồng ý vậy rồi vợ em có giận em không? Em nhớ có một lần cũng sắp cưới nhau á, thì vợ em cũng ngỏ ý vậy. Mà em nói thôi em không thích, cũng sắp cưới nhau rồi. Ừ. Nên thôi em nói là thôi khi nào cưới rồi. Là chỉ có một lần duy nhất thôi. Cũng nhiều lần. Em không chịu. Vài lần thôi chứ không phải là nhiều. Em kèm hãm được. Nghĩa là vợ em cầm cái cây đánh kẽn cho pon 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 em từ chối mặt tôm cơm. Cảm giác của em lúc đó như thật sự ra là tại vì em thấy ông này cũng hiền quá, mà em không nghĩ một người hai mấy tuổi rồi mà lại hiền như vậy, nên em chỉ muốn thử thôi. Mà gần tới đám cưới á, em không có nói giỡn nữa, em nói thật luôn. Mà vẫn từ chối thì em nói là vậy thì em đã quyết định đúng rồi. Mấy cái lần đầu á mà bị từ chối thì em mới suy nghĩ trong bụng, biết ông này phải đàn ông thật không. À, có nghĩa là nghi nghi đúng không? Thì ra là... Anh hỏi em là có thật không? Cái này là em chứng thật 100% luôn là đàn ông á. Là đàn ông hả? Nhưng mà cái đó là xuất phát từ việc em tự thân em muốn thử ổng hay là do bạn bè xúi giục? Dạ không, tự bản thân em cảm thấy là em muốn xác định lại coi cái quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng mà chị thấy có hai nấc, là một cái mới đầu thì em giả bộ em thử. Dạ. Nhưng mà sau đó gần cưới thì em đòi thiệt. Dạ. Lý do? Lúc đó thì thật sự em cũng có tìm hiểu, thì em cũng được biết là khi mà đám cưới thì mình sẽ đi huấn tuần trăng mật, mà khi đó thì nó sẽ không, cái niềm vui nó không được trọn vẹn. Nên em giống như là muốn chuẩn bị trước cho cái đêm tân hôn thật là như ý á. Dạ, thì em có gợi ý với chồng em là như vậy, nhưng mà rốt cuộc thì cũng bị từ chối. Em có nghĩ trong đầu là chồng em lập dị hay là chồng em như thế nào không? Trời ơi, chị cũng không có tin trên đời có một người đàn ông mà siêu phàm đến như chồng em đâu. Dạ. Lúc đó cái cảm giác của em sao? Cũng có một chút gì đó hụt hẫng, tại vì nghĩ ủa bộ chắc mình xấu lắm hay sao mà lại chê, cái là mở đưa tới miệng mèo rồi mà lại còn chê. Đó, nhưng mà cái lúc đó thì chồng em nói cũng có lý, tại vì á cái lúc quen thì đã khó rồi, giữ gìn cho nhau đã khó rồi, mà quen nhau tới 4 năm như vậy, giữ được như vậy rồi không lẽ còn chút nữa không giữ được, thôi ráng giữ luôn đi. Anh hỏi thiệt nghe, tại vì tâm lý đàn ông. Dạ. Như vợ em vừa có nói ra cái từ là cụm từ là mở treo miệng mèo rồi đó. Sau khi từ chối cục mở rồi có hối hận không? Thì em đã xác định rồi là hai tụi em là cũng mới từng đầu. Ừ. Mà em xác định là em quen lâu dài và quen cưới luôn. Cho nên em biết là trước sau thì cũng là vợ chồng thôi. Thì em muốn giữ đêm tân hôn cho nó ý nghĩa. Vậy thì cái đêm tân hôn nó có suôn sẻ không đó? Thì nghĩ thấy vậy
Như cái mặt đó rồi. Thường là tụi em biết sao không? Tụi em chưa có những cái kinh nghiệm á. Thường là đêm tân hôn là thường hay trục trặc lắm. Mà tụi em như ý vậy là hay quá ha. Không, tại vì anh này thì thật sự là ảnh dễ, nói chung là dễ tánh lắm chị. Cái gì cũng dễ bằng lòng lắm. Còn em thì khó tánh hơn. Nếu như mà anh nói là như ý thì em lại thấy là nó giống như là những cái mà em đã mường tượng trước rồi. Và với em thì nó chưa được như ý lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì như ý chưa? Dạ rồi. Rồi, bây giờ sau khi lấy về phát hiện là chồng em có những tính xấu vậy? Cái tính xấu mà bực bội nhất á là ham chơi game, nhất game nhì mới tới vợ. Có không? Chơi cái game online trên iPad á, thì cái game đó em theo từ lúc mua iPad tới giờ. Mà giờ còn không? Giờ vẫn còn đang chơi. Nhưng giờ là game nhất rồi, vợ là số 2 đúng không? Đâu có, từ lúc mà vợ nhằn nhiều quá thì game số 2, vợ 1. Ủa tụi em đã có em bé chưa? Dạ có, em có một bé được 15 tháng. Vậy con em số 3 đúng không? Con thì vẫn sau vợ, từ đó giờ em là vợ là số 1. Khùng ghê. Rồi, còn gì nữa không? Không có trau chút vẻ bề ngoài. Em thì em lại thích là chân diện, quần này váy nọ. Rồi còn ổng thì tối ngày cứ quần sọt, dép lê, cứ vậy mà đi với mình. Điển hình, lên TV người ta phải sửa soạn dữ lắm. Còn ổng mang đồ giày kìa, thấy ghét không? Cũng nghe nãy giờ. Ổng mang về mà ổng không mang vớ luôn. Cố giấu anh chạy nó mới anh thích khui vậy đó. Nhưng mà anh phải công nhận những điều mà em nói là thật. Thế là em không quan trọng cái vẻ bề ngoài đúng không? Hồi xưa thì lúc còn cua cô ấy thì cố gắng. Còn em có thất vọng gì về vợ không? Em nhớ là có lần lúc quen nhau thì hai đứa ra công viên chơi, thì vợ em hỏi sao thích vợ em, thì em nói là tại vợ em hiền. Thì lúc đó là vợ em mới nở nụ cười bí hiểm lắm. Em không hiểu đâu, cười sao đâu bí hiểm. Giờ cười lại không được anh. Em hiểu nhưng mà vì bây giờ nó quỵt tẹt á, không có gì bí hiểm. Bây giờ thì em mới hiểu. Sao? Sao? Là lúc đó em nói vợ em hiền nhưng mà đâu phải vậy đâu. Ý vợ em chắc em nghĩ lúc đó vợ em nói từ từ đi em biết. Nhảy dụng quá. Anh lầm chết. Dạ. Anh hỏi sau khi cưới về rồi thì bây giờ em mới trả lời là vợ em hung dữ phải không? Dạ. Thường thì phụ nữ ghen là mới thể hiện cái sự hung dữ của mình. Dạ. Vợ em ghen không? Ghen. Nhiều lúc em đi làm vợ em cũng nói là ủa trong công ty anh có ai để ý anh gì không? Thì em mới nói là đâu có ai để ý đâu, thì em cũng đâu quan tâm tới ai đâu. Mà vợ em không tin thì suốt ngày cứ hỏi vậy, rồi nhiều lúc giận nói giấu rồi này kia. Nhiều lúc sáng sớm đang ngủ cái vợ em lo động vậy, nói ủa sao vậy vợ, nói mơ thấy anh đi ngoại tình này kia. Bệnh là bệnh tỉnh. Như vậy gọi là ghen bệnh rồi. Trời. Ghen tưởng tượng nè. Ghen tưởng tượng. Có nghĩa là vợ em tưởng tượng. Tưởng tượng đó, thật ra vợ em có làm thiệt không? Vấn đề là vợ em xử lý cái tưởng tượng nó ra làm sao? Lôi đầu em vậy, nói em vậy thôi thì em nói là không có. Thì thực tế là đâu có đâu. Có lần nào bà giải danh một ai đó rồi mà bà thử em không? Có, cũng có một lần. Sao? Có một lần sinh nhật của em. Sáng sớm cái vợ đi làm. Cái bỏ món quà ở trên cái bàn trang điểm. Cái em mới vô cái em nhìn thấy em biết là chắc vợ tặng cho mình rồi. Nhưng mà lúc đó em mở quà ra trong đó có tấm thiệp. Ghi trong đó là mến anh này kia tặng này kia. Nhưng mà ghi là không giống như người khác hoàn toàn luôn. Cái em cũng nghĩ là chắc là vợ chọc mình. Nhưng mà lúc mà vợ em đi làm về, em chở vợ em về em mới hỏi ủa sáng sớm vợ tặng anh tạo bất ngờ cho anh đúng không? Cái vợ nó đâu có đâu. Quà là quà của em. Vợ nhưng em mà em lại thuê cái dịch vụ mà họ mang hoa với quà tới. Thì em không liên quan gì tới hết. Còn cái lá thư là của ai? Của em soạn hết. Nó trời ơi, tất cả của em hết. Đó là tôi bộ vậy sao em nhờ người ta giao lại? Dạ dạ đúng rồi, em chuẩn bị hết tất cả. Nhưng mà em không phải là người để vô, mà em là nhờ một cái dịch nhờ vụ. Nhờ thuê một dịch vụ. Các em nghe vậy xong cái về em tức quá em lấy tấm thiệp xé luôn. Lúc này vợ em mới nói là vợ em tặng. Thì lúc đó cái mặt của ổng giận mình mắc cười quá mình không kềm được nữa. Thì đó là thử em. Mà nhưng mà tại sao em lại làm như vậy? Thứ nhất là tại vì em chỉ muốn tạo bất ngờ thôi, với lại em cũng muốn thấy cái mặt của chồng em giận như thế nào. Thì thiệt tình là đó, ít khi nào em thấy chồng giận lắm. Rồi chồng em giận thiệt đúng không? Dạ lúc đó là em giận thiệt, cũng còn chửi gì chứ. Cái con điên nào mà tự nhiên nó đi gửi quà đi. Vậy thì bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính lại và cho chồng chơi game được nhiều chút. Trời ơi, mỗi một ngày chơi game bao nhiêu tiếng? Thật ra thì ban ngày thì đi làm rồi, về nhà thì phải quan tâm vợ chứ. Chăm vợ trước chứ. Nhiều khi cái em về thì em lo con cái này kia là công việc trong trong nhà, mà cứ cầm cái máy chơi game hoài nhìn cũng nổi điên chứ.
À, thôi chơi nhưng mà chơi vừa đủ thôi, đúng không? Dạ. Để còn sức chăm vợ nha. Thế còn mong muốn điều gì nữa? Bớt ghen lại. Không, mà tại vì em ghen là em có cơ sở, mà tại trên Facebook á hả, mọi người là hết 8 người là toàn là con gái không à. Tại em tại không vì biết. Người ta kết bạn với chồng em, người ta kết bạn với em đâu có vô để em nói vợ em rồi. Em đâu có kết bạn với người ta đâu, người ta kết bạn vô. Nhưng mà nếu em không accept thì sao tao làm bạn em được? Thì lúc chắc accept đại. Còn em muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt vô tâm lại. Với lại được thì bỏ em luôn đi cho em nhờ. Bên này á thì mong muốn được em thì hơn. Khó. Bên này thì mong muốn bỏ em. Vậy thì bên nào sẽ chiều cho bên nào? Cho em chiều vợ em. Bỏ em đúng không? Dạ. Trời ơi. Quá tuyệt vời gì nữa. Em cố tình em không muốn châu chuốt để khỏi phiền phức, để khỏi mất công có người này người nọ để ý em, hay là tại vì em làm biếng mà không muốn châu chuốt? Dạ thì cũng có một phần nguyên nhân vậy chứ, mất công có người để ý mà giờ em ghen vậy nữa thì cũng mất công đó. Thấy chưa, mâu thuẫn ghê không? À, tại vì bình thường chồng em á là đã không châu chuốt mà đã có nhiều người để ý rồi, bây giờ châu chuốt lên nữa rồi, cái ăn nói duyên dáng kiểu này rồi có người để ý em tính sao? Bây giờ giữa hai cái đó em chọn một đi. Không phải là trong chút nào mà bóng bẩy nhưng mà nhìn không, cũng lịch sự. Không cần chỉ, cái level hơn chút xíu thôi là đã có người để ý nhiều đó. Rồi. Bây giờ cũng để ý nhiều mà. Me đó, ở đây là em chọn là mấy người me rồi đó. Dạ, nếu vậy thì thôi thôi chồng cứ như vậy đi chứ. Chồng cứ như vậy đi. Không mà vợ yên tâm thì chồng cũng sẽ cố gắng châu chuốt lại. Là chồng châu chuốt nhưng mà chồng đừng có để cho nhiều cô để ý. Dạ. Để mất công vợ ghen nữa, ghen cái cấp độ ghê hơn nữa đó. Rồi, xin chúc mừng hai em. Và chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ và sẽ đón thêm một thành viên mới nữa trong gia đình của mình. Cảm ơn. Đêm đó về khách sạn á, cái tự nhiên đèm ra làm cho hai nháy. Anh ơi, hỏi cái gì nữa? À, cái nữa. Cái em cảm thấy như em bị tổn thương á anh. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để vui mừng phấn khởi chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Em tên là Phạm Minh Hùng, năm nay em 29 tuổi, nghề nghiệp của em là thợ xăm. Em là người Sài Gòn ạ, bạn bè thường gọi em với nickname là Hùng Pop ạ. Mời em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người. Em tên là Đinh Nguyệt Cầm, mọi người thường gọi em là Tim Mì Tôm. Em năm nay 27 tuổi và em sống ở Sài Gòn. Em làm nghề gì? Dạ em kinh doanh online. Ôi toàn là những người của thế hệ trẻ trung năng động và sáng tạo và thời đại nữa đúng không? Dạ. Em đoán đi, hai bạn này gặp nhau lần đầu tiên như thế nào, gặp nhau ở đâu? Không đoán cái này là chắc đúng chắc luôn. Anh thấy trên tay em cũng có sâm đúng không? Dạ. Cho nên là có thể là em đi đến tiệm em đến tiệm của anh Hùng này, em tha thu và thế là em gặp cái anh chủ này quá ư là đẹp trai và thế là hai người đã phải lòng sau nhau khi yêu nhau. Sâm nhau sau xong khi rồi. Sâm xong rồi coi như là hai bạn bắt đầu tiến tới tình yêu đúng không? Dạ không ạ. Dạ không. Thôi, kêu đón lại. Dạ hai tụi em gặp nhau lần đầu tiên á là tại trên quán nhậu. Em là được cô bạn của Ti đây rủ em ra quán. Em thì ấn tượng Ti là nhìn lúc đầu nhìn bạn này cũng có xăm, cũng cùng chung sở thích với mình nè. Nói chung là mình nhìn là bạn xăm chỗ khác chứ không phải xăm chỗ em. Dạ, khi mà cất tiếng lên á thì em nghe trời trời sao giọng khàn quá vậy, sao mình nghe giống như là cô nào chuyển giới thành công quá vậy ta. Em hết hồn. Nhưng mà anh nghe cái giọng cầm cũng đâu đến nỗi mà như anh tả là giống như là con trai đâu. Chắc lúc đó em bị khăn tiếng, cấp độ nặng. Dạ. Dạ. Vậy thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Lần đầu tiên gặp ảnh thì em rất là ấn tượng. Tại vì ảnh rất là dị, lập dị, xăm rất là nhiều, mà số móng tay đen, xỏ nhiều khuyên, tai, lưỡi trên mặt. Nói chung là nhìn rất là lạnh lùng, mà kiểu dạng như là cá tính, rất là quậy. Nhưng mà khi mà tiếp xúc á, thì em thấy anh rất là thương thiện, không có giống như bề ngoài. Cho nên em rất là thích ở điểm đó. Nhìn hầm hố. Nhìn rất là hầm hố. Nhiều người thấy em như vậy, cũng khách hàng cũng tới xăm này nọ cũng nói là nhìn anh trên hình thấy sợ lắm, nhưng mà tiếp xúc thì thấy anh hơi khùng. khùng. Dạ. Hay nói em anh có hơi tưng tưng. Rồi sau đó thì cái mối tình của các bạn tiến triển như thế nào? Vài lần đầu gặp á thì chỉ là nghĩ là bạn bè thôi. Chứ chưa nghĩ là sẽ là quen. Tại vì em gặp ảnh trong cái khoảng thời gian đó em đang thức tình. Tụi em tìm hiểu nhau được vài tháng thì chính thức quen nhau được 3 ngày rồi chia tay. Em không biết lý do là gì. Lý do luôn đúng dạ. không? Đến mãi một tuần sau á thì vợ em mới là nhắn tin cho em nói là anh ơi rảnh không? Mình đi ăn nha.
xong bắt đầu mới xin lỗi em. Em thật lòng là đang muốn quay trở lại với ảnh đúng không? Dạ đúng. Lúc đó nhắn tin còn không biết anh có trả lời hay không. Sợ là người ta nói là đâu phải muốn quen, quen muốn bỏ người ta. Cũng có giải thích là tại vì em sợ là làm tổn thương anh. Em sợ là em quen anh rồi em còn nhớ người cũ. Thì trong khoảng thời gian đó thì thực sự là rất là nhớ. Và quay lại và quen nhau tới bây giờ luôn. Vậy là bạn vợ rất là gọi là khí khái á. Cái tánh rất là khí khái á. Rồi sau đó thì cái tình yêu của các bạn là có đi xa hơn một chút không? Dạ có, tụi em quen nhau được khoảng 3 năm. Thì bắt đầu là tụi em mới làm đám cưới. Thì trong 3 năm đó là tụi em có giống như những cặp vợ chồng son khác là giữ gìn cho tới tận đêm tân hôn không? Dạ không ạ. Dạ, à. Tụi em ăn cơm trước kẹn. Khi quay trở lại là khoảng độ tầm 3 tháng sau. Lúc đó là cái đêm đầu tiên đó nó vui lắm mà. Vợ em thì khi mà nhậu say vô á thì bắt đầu là không nhớ gì hết á. Cái những đêm đó về khách sạn á, cái tự nhiên đè em ra làm cho hai nháy. Xong rồi cái tới sáng á, cái khều em: anh ơi hỏi cái gì nữa? À, cái nữa. Cái em mới nói: trời ơi, hôm qua làm tôi hai nháy rồi, bây giờ đòi thêm một cái nữa là sao? Ủa vậy hả, sao em không nhớ gì hết vậy? Trời đất. Cái em cảm thấy như em bị tổn thương á anh. Em bị tổn thương, không nhớ gì hết. Khi mà hai bạn quyết định mà đi ăn cơm chứ kẽn gì đó, dạ, là nó có một cái điều gì khác ngoài cái việc dạ có một cái điều ra. Thì vào cái năm 2012 đó thì có một cái nhà tiên tri hay nói là cái ngày đó ngày có 20, ngày tận thế, ngày 20 tháng 12. Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Em với vợ em như là muốn đến bên nhau trong đêm đó thôi. Nói em ơi, ngày mai tận thế rồi, tối nay mình đi khách sạn nha. Ví dụ mà mai tận thế có chết thì chết cùng với nhau. Để hợp thức hóa mà ăn cơm trước kẹt. Dạ đúng. Ủa thì hả? Trong quá trình mà hai đứa bắt đầu yêu nhau thì em có xăm cho vợ em cái hình nào không? Dạ có, cái vợ em cũng thích. Cứ đòi hoài. Mỗi lần xăm á là về gặp mẹ vợ thì mẹ vợ bảo là: Hùng ơi, đừng xăm cho Ti nữa. Dạ con đâu có xăm đâu. Sao Ti nó nói con đè nó ra xăm không mà. Tại sao em nói với mẹ vậy nó? Tại vì em nói vậy em đổ lỗi cho anh để mất công mẹ la em sao. Nó thật sự là chỉ đòi, chỉ muốn. Nhưng mà thật sự là cứ đổi qua cho em, đổ lỗi qua cho em, đổ lỗi là em đè ra nè. Em đang bị tổn thương không? Em cảm thấy em tổn thương đó. Gia đình em đó, thì là cái ngày mà em dẫn Hùng về ra mắt đó, thì nhìn Hùng xăm nhiều như vậy có trở ngại gì không? Mẹ mất hồn không? Dạ lúc đầu thì cũng khuyên dữ lắm, cũng nói là suy nghĩ kỹ nha con, tại nhìn thấy bề ngoài thì cũng hầm hố quá. Lúc đầu nhìn tưởng anh này anh chơi quậy phá. Rồi. Quen nhau là anh rất là ốm mà anh xăm rất là nhiều nữa, nhìn xỏ khuyên rồi nữa, trên nhìn anh rất là quậy luôn. Thì gia đình cũng khuyên dữ lắm, chứ cũng thấy lạ lắm, thấy ảnh như người ngoài hành tinh. Tiếp xúc với ảnh thì người lớn gia đình em rất là thích Hùng, tại vì Hùng rất là lễ phép. Với lại Hùng rất là đàng hoàng, nói chuyện thân thiện lắm, chứ không có như là mình nghĩ ở ngoài. Dạ sau đó là cưới tụi em. Bên gia đình em thì chắc chắn là dẫn cô này về là thích liền đúng không? Dạ là chịu ngay. Lúc đầu mẹ em còn nói đó, mày xăm nhiều vậy không biết sau này mày cưới ai. Các em cưới được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới được 3 năm mà. Dạ. Hai bạn đều cá tính hết trơn á, thì cái năm đầu tiên về với nhau á thường hay có những cái sự cọ sát về cá tính á, có xảy ra những cái biến cố gì? Khi vừa cưới nhau xong bắt đầu về ở với nhau á, 4 tháng đầu tiên là 4 tháng gọi là gay go nhất. Thì em là người hay ham công việc với lại thể thao, tối em lại đi tiếp xúc với lại mối quan hệ ở ngoài nữa, không có dành thời gian cho nhau được nhiều á. Vợ em thì theo kiểu là cứ bị có một cái sự cô đơn á, xong rồi mới là gây lộn, mà cứ cái việc nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến cái khoảng thời gian gọi là đỉnh điểm, giống như là gần như là đổ vỡ rồi. Thì bắt đầu mới ngồi xuống nói chuyện với nhau, thì lúc sau đêm đó thì bắt đầu ôm nhau khóc. Rồi bây giờ thì các em có em bé chưa? Dạ chưa. Tụi em chưa. Lúc cưới nhau thì tụi em có xác định là mình còn ham chơi, mình còn muốn đi du lịch và mình còn muốn tận hưởng, cho nên chưa muốn để em bé. Thì bắt đầu bây giờ nè, bây giờ thì như người ta nói là chơi chán rồi đó, muốn có con. Bây giờ 3 năm về ở chung với nhau thì anh ấy có tật xấu gì nhiều không Cầm? Ảnh có điều là ảnh lúc mà đói á thì ảnh rất là nóng tính. Rất là hay quạo. Nóng. Có dạ có một lần giống như là em đang đi chơi với bạn em thì ảnh mới gọi cho em kêu là mua đồ ăn về cho ảnh với. Trên cái đường chạy về nó hơi lâu thì ảnh gọi ảnh hỏi 2-3 lần, ảnh hỏi làm gì mà chưa về nữa, lẻ đi đó, bụng quá đây nè. Về là gây lộn dùm luôn. Em nói ủa có miếng ăn thôi mà anh có cần phải nạt nộ lên như vậy không? Thì em rất là không thích ở điểm đó. Thì xấu tính là... đói. Có nhiều không? Xấu tính đói, xấu tính ngủ. Có những người ngủ xong chưa cộng vậy đó em. Tôi không chị... có xấu một tính nào. Ngủ cũng vậy luôn á chị. Xấu tính ngủ luôn. Xấu tính ngủ. Đang ngủ bất chắc là đừng có ai mà đụng tới tôi. Đụng vô cái là quạo lên. Khó chịu lắm. Mà khi tỉnh dậy thì không biết gì hết. Ủa nãy anh có nói vậy hả? Ủa anh nhớ đâu, nó chắc anh mớ với em. Ủa mớ gì khôn gì anh. Rồi còn tật xấu gì nữa? Anh địch mọi lúc mọi nơi. Một ngày được 100 phát là chuyện bình thường nha chị. Đang chạy xe ngoài đường nè, đèn đỏ thắng cái ép là nhóm được một cái bút vô mặt em liền. Đỡ không kịp rồi, thế thì mà người kế bên, tại chạy kế bên người ta nghe luôn, đội quần luôn.
thả vơ mọi lúc mọi nơi luôn, đó là chuyện bình thường mà nhiều khi em phát cọc luôn chị. Lúc đó em sao cầm? Trời ơi, quýnh ác lắm anh ơi. Dĩ em. Với lại mấy lần em. Với lại mấy lần ăn đồ bổ á anh, chùm luôn. Ăn đồ bổ về là cố tình. Có bao nhiêu tinh túy là cho vợ hưởng hết. Lúc là luôn vợ ở chỗ đó. Người ta ngửi mùi nước hoa, còn em là ngửi mùi địch với mặt em khờ luôn. Khờ luôn. Mà đúng em khờ luôn, không thể nào mà lớn nổi luôn. Đúng ra là em đẹp hơn đó đúng không? Dạ. Bạn bè qua chơi địch một cái là bạn vợ tôi địch đó, vợ tôi địch. Điếm lắm anh ơi, mỗi lần mà bạn bè qua chơi là chỉ qua được vợ tôi á, vợ tôi con Ti là đừng có địch nữa nha anh Ti. Dạ, dạ. Rồi giờ tới em đó Hùng. Nhây lắm. Cái nhây đầu tiên á, giống như là nhiều lúc em đang làm việc đi thì chị hay ăn xong á là chị sẽ ở. Không phải là chị ở như một cái tiếng bát, một tiếng chép vậy đó. Em đang bấm là cái kề vô lỗ tai em. Lớn lắm. Những ngày đầu tiên á đi gặp ăn uống với mẹ em á, ăn uống xong cái tự nhiên đứng dậy đi ra ngoài, em thấy rồi em nói ra ngoài ở giữ kẻ. Xong lần sau ngồi trong bàn kèm không kịp làm cái mẹ em đang ăn mẹ hết hôn mất hôn lên. Mẹ em cũng nói đỡ là tiêu quá tốt không sao con, không sao con. Dạ. Còn một cái nữa là hay tẩy tới bầu chết cho em thì hiểu kiểu là cứ ngồi ngoáy ngoáy em thấy rồi nha, em cũng né né rồi. Xong rồi cái lát bắt đầu chay lên tay em cứ tẩy tới bầu chết, 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 cứ chép bên người em. Mà không phải riêng em nữa mà bạn bè về nhà đều bị tẩy tới bầu chết. Thì cũng đâu có, nói chung là cũng nhây qua nhây lại, nói chung là cũng đâu có vừa đâu. Dạ. Em thả thì bà tẩy bà chay. Dạ. Còn cái tập gì không? Say vô là không có nhường nhịn, giống như là em nói một thì sẽ cãi lại với em. Giống như bây giờ mỗi lần nhậu say xong cái hay cãi lộn với em á, xong rồi sáng mai em nói á thì không nhớ. Lúc cãi với em á thì như một con sư tử vậy đó. Cái sáng mai á như một con thỏ. Xong rồi có một hôm thì bạn bè của vợ em á mới quay lại trong cuộc lúc nhậu say đó, xong rồi để làm bằng chứng. Cái sáng mai cho xem thì vợ em mới là nói muốn đổi quần luôn. Dạ. Mình không tưởng tượng mình như vậy luôn. Dạ. Đó. Xong dạ, rồi sau những lần đó là bắt đầu tiết chế, tiết bên ngoài người ta đi á, người ta sẽ nói em là anh này anh gia trưởng nè, vợ này sẽ ăn hiếp vợ nè. Không có, cái không có, về là em bị ăn hiếp. Cũng chút chút ăn hiếp thôi chứ không dám chút chút ăn hiếp thôi. Với là cái tật xấu nữa là hay mua sắm mà theo kiểu là như là bộ đồ đó đã mặc đi tiệc rồi thì có tiệc lại nữa thì sẽ không mặc lại bộ đó. Cái em mới nói là em ơi tiết chế lại đi, không được đâu. Xong những lần sau là không có nói em nữa là anh ơi em mua cái này, nhưng mà mua lén mua giấu. Mua sắm lắm. Bây giờ thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em thay đổi là bớt cằn nhằn lại, với lại tiết kiệm theo kiểu là về vấn đề mua đồ mới để đi tiệc thôi. Thế còn Cầm, em muốn bạn Hùng này thay đổi điều gì? Dạ em chỉ muốn một điều là khi mà anh đói thì anh phải suy nghĩ từ từ, bình tĩnh lại, bớt quạo lại thôi. Ví dụ như ảnh ăn cơm đến gần giờ đó thì mình chuẩn bị trước. Dạ. Nó để thì tự động là ảnh sẽ triệt tiêu cái thói đó thôi. Dạ. Thực ra là cặp của tụi em là quá dễ thương luôn. Bây giờ là muốn có con không vậy? Dạ, muốn, bây giờ bắt đầu. Bây giờ là rất là muốn. Chị nhường sân khấu này lại cho em. Anh xin chúc cho Hùng với Cầm ha. Dạ. Trong năm sau sẽ có được một em bé dễ thương. Nếu là gái thì giống y đáng như mẹ yêu, đúng không? Mạnh khỏe và hội tụ hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của ba và mẹ của nó. Dạ, dạ cảm ơn chị. Cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn chị. Lúc mà gần cưới á, em rủ anh đi khách sạn á. Em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi. Mắc cỡ quá. Vì sao? Kể luôn đi nha. Xong rồi 7 cái luôn. Mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi xin chào hai bạn. Rồi bây giờ giới thiệu về mình cho chương trình được biết. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Trần Thanh Long, năm nay 31 tuổi. Sinh sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em là nhân viên ngân hàng. Mời em. Dạ chào cô Hồng Vân. Cô gì mà cô, chị. Bỏ cắt cái đó đi nha. Rồi cắt thôi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thịnh, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Trương Huỳnh Như, năm nay em 25 tuổi. Em hiện là chuyên viên thẩm mỹ hả? Chuyên viên thẩm mỹ. Theo em thì anh Thuận cần sửa cái gì thì khuôn mặt anh Thuận sẽ sáng bừng lên. Anh không cần sửa gì hết, anh Thuận là đúng gu em luôn. Anh Thuận là đúng gu em luôn. Chồng em nè. Chúng chồng em á. Như vậy là giờ em thích là mặt tròn. Vậy hả? Như vậy là cái ngày mà cạo đầu của em nó cũng gần tới. Đúng không? Ủa nhưng mà sao hai em quen nhau ở đâu? Và cơ duyên nào dẫn đưa đường dẫn lối cho hai bạn gặp nhau?
Em với vợ em á là quen nhau là cái duyên. Ở đó là em tham gia group bạn muốn hẹn hò offline á trên fanpage á. Thì lúc đó thì em thấy Facebook của vợ em, nhìn này avatar thôi thì rất là đẹp, tóc dài giống như bây giờ anh. Rồi em mới nhắn tin ngày này qua ngày nọ. Lúc đó vợ em cũng nhắn lại á, hỏi thăm em á, thì em tưởng em vô rồi, Nhắn tới đợt mà hỏi vợ có bạn trai chưa? Thì vợ mới im, xong cái mất tích luôn. Sao vậy? Tại lúc đó đang có bạn trai đúng không? Dạ không, tại em làm việc em bận, em ít có lên Facebook á. Xong rồi cái đâu khoảng gần nửa năm sau tới sinh nhật của em, anh mới nhắn tin chúc mừng sinh nhật em. Và em mới cảm ơn. Hai vợ chồng em 20 ngày là cưới rồi. Hả? Là nhanh quá vậy? Đợt đó là vợ của em là chuẩn bị đi Nhật. Cha mẹ vợ dưới cũng không muốn con đi Nhật nữa. Rồi cái đợt đó thì em vô rồi em tấn công quyết liệt. Rồi em kết sổ luôn. Tại vì nếu mà để lâu quá là bà đi Nhật liền. Đi Nhật để làm nhưng Dạ em đi du học đó chị. Rồi ví dụ như trong 20 ngày đó tụi em quen nhau vậy là tụi em có thời gian để mà tìm hiểu nhau, có những cái buổi đi chơi mặn nồng hay là có những cái mà gọi là những cặp tình nhân người ta hay làm không? Thân mật nhau quá đó. Cái bữa đầu tiên mà em với vợ em gặp nhau á thì là em cũng là hơi bị vỡ mộng á. Tại vì cái hình ảnh của em thích vợ đó với vợ em là bây giờ nè. Tóc dài rồi xinh đẹp rồi tóc nối. Lúc đó là cổ tóc ngắn hả? Tóc ngắn lắm anh ơi, tóc ngắn lắm mà sơ sát. Em đâu biết gì đâu anh. Gặp về cái nhắn tin vậy nè, anh thích em như xưa, em giờ anh không thích. Cái gửi tấm hình hồi nào em không biết lúc em còn nói tóc á. Rồi mới anh nghĩ là hai đứa mình không hợp nhau đâu. Anh không mang đến hạnh phúc cho em đâu. Tự nhiên em nghĩ là buồn quá đi coi phim mình, buồn quá hơi ngủ hay đi coi phim chung. Tự nhiên về nhắn tin một nụi vậy đó. Xong rồi em mới tức quá, em mới gọi đi uống nước để em nói. Xong rồi đi uống nước nói chuyện, hai đứa mới hiểu ý nhau. Xong rồi lúc đó mới thường xuyên giữ liên lạc. Rồi đến khoảng 20 ngày sau á, anh dắt em về nhà. Anh nói là em ngày hôm đó em không có biết là dắt về nhà. Em tưởng nó dắt đi vòng chơi không Tự nhiên anh dắt vô tiệm vàng cưới mua nhẫn cưới. Xong rồi anh dắt em về nhà anh luôn. Là lần đầu tiên về nhà anh nói với ba mẹ là cưới em luôn. Em hoàn toàn ngơ ngác luôn á. Đúng rồi. Dạ. Lúc mà đám cưới em còn bình thường, em không biết sao em lấy chồng. Ủa nó nghe nè, có khi nào ông dẫn vô chỗ khác không? Có dụ em đi có dụ đi đâu không? Lúc mà gần cưới á, em rủ anh đi khách sạn á. Em rủ hả? Em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi. Xong cái em nói anh ơi, nhưng mà xong rồi á 12 giờ anh đi về nhà anh ngủ đi nha. Em ngủ tay mình được rồi, mang trả tiền phòng cho. Em sợ liên lụy dính líu tại vì em cũng sắp đi Nhật rồi. Em nói đi cho biết mùi đời thôi. Rồi vô khách sạn. Xong rồi vô khách sạn, em tắm, em thay đồ ngủ, em đem theo đồ ngủ nữa. Đồ ngủ đẹp lắm. Xong rồi ra, xong rồi hai đứa nói chuyện. Nói chuyện này kia, tâm sự để hiểu nhau hơn vậy thôi. Xong rồi cái mắc cỡ quá. Vì sao? Kể luôn đi nha. Xong rồi 7 cái luôn. 7 cái luôn trời ơi. Trước khi chuyện khác. Sao? Có đính chính lại không? Ai biểu cái đầm ngủ đẹp quá anh chị. Đây. Đã là đó giờ em chưa biết á. Em thích. Lần đầu tiên với chồng luôn á. Dạ, xong rồi cái sáng hôm sau chồng em bắt đầu chiều dắt em đi về nhà luôn á. Ba mẹ ảnh chịu. Xong rồi em mới gọi điện thoại về ba mẹ em. Em phải gọi hỏi ba mẹ ơi giờ con sắp đi Nhật rồi, bây giờ có anh này hỏi cưới con á. Ba mẹ con nghe là ba mẹ kêu con á lấy chồng là con lấy chồng, ba mẹ kêu con đi Nhật là con đi Nhật. Mà ba mẹ suy nghĩ kỹ nha. Cái mẹ nói mẹ suy nghĩ, mẹ suy nghĩ kỹ rồi con, mới vừa nói xong suy nghĩ kỹ rồi con, thôi con đi Nhật đi, con đừng đi lấy chồng. Cái nói dạ vậy thôi để con nói với ảnh. 5 phút sau nhắn lại, thôi con, mẹ và ba và bà ngoại đã nói chuyện kỹ rồi, con đừng đi Nhật nữa, con lấy chồng đi. em mới nói kêu thôi ba mẹ suy nghĩ có 3-4 ngày đi, không con, ba mẹ quyết định rồi, đừng đi Nhật nữa, bỏ tiền đi con, bỏ tiền đi lấy chồng đi, ba mẹ quyết định rồi. Cảm ơn. Cái em mới gửi hình, lúc chưa có gặp mới gửi hình của anh này chụp chung với gia đình của ảnh, là ảnh còn một người em trai nữa cũng sắp tuổi á chị. Xong rồi gửi về nhà, ba em nhìn chỉ vô 2 tấm hình nói là chỉ vô ngay chồng em luôn, nói là thằng này tao chịu nè, là đúng luôn.
rồi. À, đúng luôn. Dạ đúng luôn, xong dắt về cho em mừng quá trời, cái hai bên gia đình tổ chức cưới luôn, em chưa biết gì luôn. Ba người ngán nữa lại người nhé. Xong rồi đêm tân hôn á, cha em á trang trí phòng tân hôn cho tụi em á, trang trí người ta là happy wedding. Rồi cha em là happy picnic. Cái dán cái hình nguyên chiếc xe hơi du lịch vô. Cái xong rồi tối ngủ, hai vợ chồng á, đêm tân hôn mà, hai vợ chồng vô ngủ, cái em gái của em 8 tuổi mở cửa ra cho em ngủ chung với. Cái ba người ngủ chung, xong rồi tối thấy chồng em ôm em, cái em gái em mới lên cho em ôm với. Rồi ba người ôm nhau ngủ luôn. Không làm gì hết. Nhưng mà... không làm thôi, gì hết. Nhưng mà cái hôm ở khách sạn là đủ rồi. Đó. Đó. Xong giờ con em đi không nổi luôn. Em đi. Thật tình dễ, thật là dễ sao luôn. Dễ thương gì đâu. Rồi vậy chứ em có đi nổi không? Anh này đi nổi không? Em à, cũng đi không nổi luôn. Ủa nói nghe nè, trong cái khoảng thời gian yêu nhau như vậy đến lúc cưới nhau như vậy thì em có bất ngờ gì về ảnh không? Tới lúc đăng ký với kết hôn á, là trình bày giấy chứng minh nhân dân, em mới thấy là Quảng Đông Trung Quốc. Em mới gọi điện thoại, anh nói mẹ ơi chết mẹ rồi, con lấy chồng Trung Quốc rồi. Xong rồi mẹ em ở dưới quê nói vậy hả, Trung Quốc hả, chết mẹ rồi Hảo ơi. Lúc đó là ký vô giấy kết hôn rồi. Nhưng mà là em ở đây mà đúng không? Ừ. Em dạ, ở đây em mà đúng không? Nguyên quán đó đúng không? Dạ nguyên dạ. Quán nguyên quán mà sinh ra ở đây. Dạ. Nhưng mà bây giờ sao về ở thấy chồng có chiều gia đình bên chồng không? Dạ tại vì chồng em chiều em lắm. Rồi gia đình chồng có cưng em không? Dạ gia đình chồng cũng thương, ba mẹ chồng em là số 1. Ồ thấy chưa? Vậy là sung sướng quá rồi. Nhưng mà hai vợ chồng hiện tại là ở riêng. Tụi em cưới nhau là bao lâu rồi? Dạ đến nay dạ, là 6 tháng. 7 tháng. Quá son luôn đúng không? Bây giờ trong 7 tháng đó thì cô này thấy đáng yêu quá. Có tật xấu gì không em? Có tật xấu là hay quên lắm. Thì nói chung là cái đó cũng ưu và nhược điểm á. Nhờ cái ưu điểm đó mà em mới cưới trong vòng 20 ngày. Tại quen mà đâu có nhớ ngày đâu. Em nói 3 tháng. Em nói là 3 tháng em hút luôn. Nhắc về gia đình, cái em thấy em cảm giác như làm như mọi chuyện nó tiến triển nhanh quá. Mà em lại không nhớ, nói, anh ơi em thấy mình giống như quen nhau lâu lắm rồi đó. Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhớ không? 3 tháng rồi đó em. Nó ừ vậy cũng được ha. Chứ còn biết 20 ngày là mất hồn liền. Đúng, đúng, rồi, quên đúng, đúng rồi, hay quên. Rồi còn gì nữa? Nó nhanh quá. Ồ Đạt á, thì để lung tung, bị cận anh, đeo len. Thì em hay là đổ nước ngâm á. Nhưng mà cuối cùng lại đợt đi Sapa với đồng nghiệp em á, thì quên mang cái chai nước ngâm bỏ vô toilet, không nhớ. Xong cái qua ga cái kèm ghèm em suốt chuyến đi luôn. Có nghĩa là hay quên ngay cả quên cái việc làm nữa. Dạ. Em không nhớ gì luôn. Xong rồi hỏi lại thì nói không nhớ. Nhiều lúc á làm cái gì á em cũng làm, nói em cũng ủa em có làm luôn rồi em xin lỗi nha. Em có nhớ gì đâu. Rồi là đẻ ăn đứa là coi như là quên luôn. Quên luôn. Ừ đó. Con nói anh ơi mai mốt đẻ cho em đẻ thường nha, em mà đẻ mỗi mất cái nhớ. Rồi còn cái tật xấu gì đáng yêu nữa không? Thích không chồng à. Không mặc đồ. À đúng rồi, thích em không mặc đồ. Sao vậy, sao lại thích vậy? Sao lại thích vậy? Kính thưa quý vị khán giả, chồng em giống như là đi bộ đội vậy đó. Sáng mấy giờ thức, làm gì. Lúc đi ngủ phải mặc như là đồ bình thường. Một cái quần nhỏ, một cái quần sọt, một cái áo. Em không thích, em đâu có mò được. Em không có mò được, ừ. Có bây giờ em thích chồng mập mập như nè. Lúc chồng em cưới em, chồng em chưa có vậy đâu. Chồng em không có mập, nhưng mà em thích chồng em mập cho nên làm cho chồng em mập lên. Xong rồi từ khi cưới em tới giờ chồng em ngủ là không có mặc đồ. Em thấy thoải mái không? Cũng thoải mái anh. Ghế cũng quen à. Vợ cũng vậy luôn hả? Mới đầu em mặc đồ ngủ đẹp đẹp vậy đó. Sau này em cũng không mặc luôn. Dạ. Rồi là cái tần suất là 6 hay 7 hay 9? Dạo này ít rồi ha chồng. Dạo này một tuần chắc 2 lần 3 lần. Vợ em giờ thì hay trốn lắm anh. Hết thích rồi, hết thích rồi. Mỗi lần lâm trận là hô đau bụng hả? Ông hỏi chú chắc bị gì nữa. Tới lúc mà gần giống vậy nha, em nói vậy, hôm nay mình làm việc nghe chồng là tối em dắt ăn đồ bổ vô nha. Tối giờ chồng ăn đồ bổ không luôn. Xong rồi tối cái tắm rửa màu đẹp, cái chuẩn bị cái anh ơi em đau bụng của anh chở em chút. Một tiếng đồng hồ đi ra chồng em ngủ mất tiêu. Mà ngày nào cũng vậy chứ, không biết bị gì nữa. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em là số 1. Chồng em không hút thuốc, nhậu cực kỳ giỏi, nhưng mà sẽ nhậu đúng hoàn cảnh và nhậu rất là thông minh.
điềm đạm. Em không điềm đạm bao nhiêu là chồng em điềm đạm bấy nhiêu. Tại xấu hình như vô em hết. Nhưng mà chồng em có một cái là chồng em lúc chưa cưới em á, là sống chung với gia đình á, mẹ chồng em rất là thương, cho nên là chăm sóc rất là kỹ về việc ăn uống á. Chồng em 31 tuổi, chưa biết nấu cơm. Không biết nấu cơm bằng mời cơm điện luôn cô Hồng Vân. Không biết phân biệt bột ngọt cái gì hết. Không biết cái gì, thiếu kiến thức về nền tảng cuộc sống. Còn em là tự lập từ nhỏ tới lớn, cho nên em biết. Còn chồng em không biết gì kì cái đó. Nhưng mà bù lại về kiến thức á, về học vấn thì chồng em học nhưng em làm thẩm mỹ mà. Những cái gì mà mình không biết chồng mình lại biết. Chồng mình không biết thì mình biết, hai vợ chồng bù qua đắp lại, cho nên là cuộc sống nó cũng dễ dàng á. Nhưng mà chồng em đến bây giờ em vẫn bị cái tật là em ăn lại đồ ăn của chồng em. Nhà em có nuôi hai con chó. Bình thường hai vợ chồng ăn đúng cái xương là cho chó ăn. Em gặm xương rất là hay, em gặm là cũng xương bóng lưỡng giật. Con chó không ăn. Chồng em gặm cục xương của Yên Nguyên à. Ăn xương không được chị Hồng Vân ăn, chỉ là ăn thịt, ăn cá là phải gỡ ra luôn á. Nhưng xong rồi về em đâu có đâu, em để tự ăn không á. Xong rồi chồng em gặm á, ăn á. Xin lỗi chồng. Nói đi em, nói đi, nói đi. Chồng em ăn á, xong cục xương còn yên nguyên. Em thấy vậy cho con chó, em tức quá, em uổng, em lấy lại em gặm lại. Dục ra con chó không ăn. Hai vợ chồng đi ăn nhà hàng, mặc đồ rất là đẹp, em vẫn gặm xương của chồng em. Dễ thương quá à. Vậy là bây giờ đâu có thay đổi gì. Sao đúng không? Trời. Có cần thay đổi. Còn gì kể nữa không? Đâu có tật xấu đâu mà thay đổi. Tại vì á, chị Hồng Nhung biết không? Tại vì hai vợ chồng cưới nhau, trước khi cưới là hai vợ chồng có ra những cái quy định. Đừng cái là hai vợ chồng em xuyên học kiến thức về hôn nhân gia đình lắm. Nếu mà cuộc sống vợ chồng có cái gì chịch một chút, mình biết mình cư xử sai ở đâu, hay là ở đâu một chút là mình chỉnh lại liền. Cho nên là cũng không có cãi nhau. Mặc dù quen 20 ngày thôi. Mặc dù quen 20 ngày. Chồng em nói chuyện chậm gì à. Còn em nói chuyện lẹ, mỗi lần cự lộn tới lượt em nó lâu quá. Đợi mình nói á, tới lượt mình cự lâu quá. Cái chồng em nè nè, mình nóng mình, anh nói em nghe nè. Từ từ để anh nói cho em nghe. Mọi chuyện còn em thì được cự lẹ 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 lẹ. Mình tức mà đợi tới lượt mình lâu quá thôi nghỉ cự luôn. Nghỉ luôn, nghỉ cự luôn. Dạ, lâu quá nghỉ cự. Mỗi lần chuẩn bị cự lộn cái chồng thôi em không nói tới anh nữa, cái chồng thôi anh cũng nghĩ nói rồi. 15 phút sau hai vợ chồng quay lại nói chuyện bình thường. Rồi quá dễ thương. Nhân đây thì em có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì đúng không? Em có một mong muốn này, rất là mong muốn luôn. Điều kiện khi mà anh ấy muốn cưới em nói em có 3 điều kiện, nếu đồng ý thì em cưới. Một là ở riêng, hai là phải cầu hôn em, cái thứ ba là tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chịu thì cưới, không chịu thì thôi. Xong rồi vậy là bây giờ được mấy cái? Được ba cái rồi. Được cả 3 cái luôn. Được 2 cái, còn cái cầu hôn chưa bao giờ cầu hôn. Bây giờ khoan đi, rồi bây giờ tới phần em nè. Em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thay đổi là bớt bấm điện thoại lại. Nhiều khi em về cũng bấm điện thoại luôn. Không quan tâm. Không quan tâm. Em muốn vợ em bớt bấm lại để quan tâm gia đình hơn. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Bây giờ em bớt được không? Được. Được thì bây giờ em có thực hiện cái mong ước của vợ em, cái điều thứ hai hay không? Ngay tại sóng truyền hình luôn. Đúng chưa? Rồi. Đó. Em nói là khi mà em được cầu hôn một lần nữa, đó cưới đâu được cầu hôn, tự nhiên cưới. Không biết gì, giờ cưới cầu hôn đi. Như à, làm vợ anh nha. Nắm đẹp. Làm vợ anh nha. Để em suy nghĩ. Hả? Đồng ý đi mà. Suy nghĩ hơi lâu. Chờ mấy tháng không được cầu hôn cho quỳ cho biết. Để em suy nghĩ. Chả lẽ em chơi lớn vậy sao? Đồng ý. Đồng ý. Như vậy là 3 cái điều mong ước của em đã thành hiện thực rồi. Và chúc cho hai em lúc nào cũng nắm tay nhau viên mãn và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp nha. Rồi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. 16 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty.
trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm, đã từng chửi và đánh nhau luôn. Làm cùng công ty á, mà em là làm bộ phận bán hàng thì ảnh lại là quản lý kho. Không biết sao á, ngay từ đầu gặp mình là ảnh đã ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn, em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh rồi ảnh cũng cương lại với em, không vứt luôn. Còn vứt cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược đâu. Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi, bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh, là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Dạ. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này, sao em không nuôi vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi, tóc nhuộm, áo quần trang phục thì nó hơi thoáng, mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc sóc cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau? Ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được, anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hằng nhiều quá rồi thì thôi cứ nghĩ là chở về dùm một bữa hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này để chở về. Dạ. Em thấy sao? Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe, em cuối xe. Chứ lúc đó anh chở về em lo lắm mà. Ở sau lưng mình nó sát khí nhiều quá, nó lộn nón là đập vô đầu mình cái thôi. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Thay vì cảm ơn ông chở tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn. Y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này. Tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á. Cái ghét thêm lần nữa. Là cứ thế là đưa đi đó, có chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ. Thì một thời gian đầu là chỉ đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng dậy anh chạy xuống nhà em, anh đón em đi làm. Ở đâu lận? Dạ em ở gần bến xe miền Đông. Trời ơi gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liền liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em? Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng á. Tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10. Xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư, cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa. Rồi anh lên năn nỉ, anh ơi làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình. Tao chở mày đi đó, nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa. Mày tranh thủ rồi về. Em hứa một tiếng rưỡi vậy hả. Là em đi lên đem hoa, đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ. Sau khi em hẹn với anh đó một tiếng rưỡi. Dạ quên luôn, cái anh shipper đang ngồi thì em nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Anh cũng nhiệt tình là anh không dám về, anh sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai. Mà cũng không dám gọi luôn đó, sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi, shipper nào mà tâm Bồ Tát dữ không biết hả. Mà đứng nói chuyện tới 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả. Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cục á là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau đó, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ảnh trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh? Dạ ghen cái này cũng hơi bệnh luôn á. Ảnh đổi làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho phòng kinh doanh. Mà anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn. Anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Thì kêu em là em đang nhắn tin với ai. Em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi. Nếu anh thành thật anh bỏ qua. Em nói anh đâu có cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn, nếu anh đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức em không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự cáo gắt rồi la lối rồi. Xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ. Em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với ảnh luôn. Xong rồi tới lúc ảnh tức quá rồi ấm ức mà nói một mình á. Ảnh bị hạ canxi. Run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run xong ngất xỉu. Trời. Em tưởng giỡn. Em tưởng ảnh giỡn. Em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô từ hành lang lôi vô văn phòng. Cả nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Nhưng mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giận. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi. Anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu em. Rồi sợ có xỉu nữa không? Dạ không, lúc đó là bình tĩnh rồi. Năn nỉ dỗ lại nói là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện em chịu trả lời đi. Anh ừ, em ừ cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới nhau? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó. Để 1-2 năm nữa. Rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội
cho người lớn gặp nhau. Chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là phải chấp dạ, nhận về phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý. Tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới, bị cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó. Dạ. Thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu, thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Nói chung em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê. Mà trong khi mẹ em ở trên này á, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng. Tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi, phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ, lấy chồng ở dưới đó con một á, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất. Rồi mẹ ở đây không biết như thế nào là cái trăn trở đầu tiên của em, là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau nữa là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển, mà bây giờ mình về quê có quá nhiều sự thay đổi. Mình không biết là mình phải tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào. Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá, dạ mình tự em tưởng tượng ra những cái áp lực đó. Cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Dạ, tìm được giải pháp đúng dạ, không? Người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh. Nên là em rất là cảm động. Xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy giờ chắc, giờ chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu hả? Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm này cũng hơi xa, kêu vợ dậy mà phải kêu trường hao á, là 7:30 đi làm phải kêu từ 6:30, chỉ lăn qua lăn lại trảo cho đều. Những ngày thứ hai cũng liên quan tới ngủ là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê, đi nhậu hoặc đi với con nào con kia á, tự những cái con là tự tưởng tượng ra nha, là sáng phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn á, tại giận. Chứ vậy là không phải ngủ mà là ghen mộng. Có nghĩa là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi làm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao? Nghiên thì thôi, cái đó thú vị, thì dễ thương đúng không? Cũng thú vị. Rồi tới em đó, là ảnh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ở là được rồi. Cái này ở cũng giỡn mặt người ta, ở liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa. Là ngồi đó mà mắc ở á. Em hả? Ảnh em mặt mà ảnh bầm đỏ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm vô mặt ảnh, nó né đường nào được mà né. Sau một hồi là ụt ra một cái. Trời ơi, cái mặt mũi em không biết giấu đi đâu luôn, muốn dẫn ông về ụp cái mâm cho ổng cho nhanh luôn á. Trời. Rồi còn gì nữa? Ảnh đã nói là bất cứ đâu ảnh đi tới đâu hoặc ảnh làm cái gì cũng phải có em. Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi. Rất là phiền á, em thích thoải mái tự do, em muốn là... Em không cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ ảnh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe. Xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn là anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời. Dạ, rồi. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh đó, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái. Thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ hả? Chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi. Đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ. Xin chào.